ngày 19 tháng 4, trên phước Jacobe Duque. Jacobe Duque là người gốc Anh, sống vào thời trị vì của nữ hoàng Elizabeth nhất. Lúc còn trẻ, Jacobe Duque là một thợ in tập sự ở London. Ở đây, Jacobe Duque tình cờ gặp thấy một cuốn sách nhan đề Nền tảng vững chắc của đạo Công giáo. Jacobe Duque đã nghiên cứu sách đó cách cẩn thận và tin nhận rằng giáo hội Công giáo là giáo hội chân thật. Trong những ngày ấy tại nước Anh, các Kitô hữu bị bắt hại. Dù sao đi nữa, Jacobe Duque quyết định muốn trở nên một tín hữu và muốn sát mặt với những hậu quả thảm khốc này. Vị giáo sĩ tại nhà thờ cũ đến tìm Jacobe Duque vì ngài là người năng đi tham dự thánh lễ. Nhưng Jacobe Duque không trở về nhà nữa. Hai lần ngài đã phải vào tù vì tội bướng bỉnh. Cả hai lần người giúp việc đều xin cho Jacobe Duque và ngài được trả tự do. Nhưng người giúp việc khuyên Jacobe Duque rằng tốt nhất hãy lên kiếm việc làm ở một nơi khác. Jacobe Duque biết mình sẽ không trở về nữa, nên đã tìm gặp một linh mục Công giáo đang hoạt động âm thầm trong nhà tù Gate House. Vị linh mục cao niên cải trang là ông Quiz đã hướng dẫn ngài. Jacobe Duque được gia nhập giáo hội Công giáo. Ngài kết hôn với một quả phụ cũng người Công giáo và đứa con trai của họ sau này đi tu dòng Bruno. Chính người con đã ghi lại cho chúng ta biết nhiều điều về thân phụ của anh. Chính phước Jacobe Duque không bao giờ quên được cuốn sách đã khơi mở cho ngài con đường đến với giáo hội. Ngài xem việc chu cấp sách vở đạo cho những người láng giềng là trách nhiệm của ngài. Duque biết rõ những sách này sẽ khuyến khích và hướng dẫn họ. Nghề này quá nguy hiểm, đến nỗi Duque đã bị bỏ tù 12 năm trời. Trong đó, 9 năm ngài không được liên lạc gì với đời sống gia đình của ngài. Sau cùng, Duque bị đưa ra xét xử và bị kết án tử hình bởi lời chứng gian của một người đọc sách tên là Vero Munlock. Ông này làm chứng rằng ông đã đóng sách cho chân phước Duque là tội phạm nghiêm trọng. Munlock đã phản bội bởi ông bị phong tù vì những vấn đề bí ẩn không được kể lại và ông đang mong muốn được trả tự do. Cả hai người đều bị kết án tử trong cùng một ngày. Trên đoạn đầu đài ở Tiburn, chân phước Jacobe Duque đã tha thứ cho Munlock. Đang lúc cả hai sắp chút hơi thở sau cùng, Jacobe Duque đã cố gắng khuyến khích Munlock chấp nhận đức tin Công giáo. Rồi người ta buộc những sợi dây thần vào cổ họ. Chân phước Jacobe Duque được phúc tự đạo năm 1602. Nếu muốn được lôi kéo bởi sức mạnh của các thông tin như sách vở, các buổi trình chiếu TV, các chương trình phát thanh, các hình ảnh trên băng tường, cassette, chúng ta hãy cầu khẩn cùng chân phước Jacobe Duque. Chúng ta hãy nài xin Ngài giúp chúng ta nhận ra ảnh hưởng mà các phương tiện truyền thông này tác động trên cuộc sống chúng ta. Tin mừng nét. Thank you.